chào bến mến chào quý vị khách hàng à, hiện tại chúng tôi đang đứng trên à, đường là lộ phú Nhận nhân thạnh nhé nhà đó đường thì ô tô tới chỗ luôn đó và hôm nay thì chợ Bánh tre tiếp tục review giới thiệu đến quý vị khách hàng à, hai căn nhà liền kề à, diện tích giống như nhau đều là 120 trăm hai mươi mét vuông hàng hướng quý vị đang thấy đó là hướng chúng ta chạy thẳng ra quốc lộ 57 c à, cách vị trí chúng ta đang đứng khoảng 800 m mét ha À, chúng ta ra tới quốc lộ 57 c chúng ta rẽ phải là hướng về à, khu du lịch lan vương ha cách vị trí chúng ta đang đứng khoảng là 2 km thế nè à, trong bán kính là hai à, km thì chúng ta đầy đủ các tiện ích ha, gần chợ gần trường học các cấp thế và hướng ngược lại của chúng tôi nè đó đó là hướng thẳng ra ngay chăng chỗ ngã ba cổng chào nhân thạnh ha à, cơ, chúng ta có thể là rẽ trái là đi về uh, trung tâm của thành phố Bến Tre chúng ta rẽ phải là về uh, chợ Nhân Thạnh, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thạnh cũng là đường về Thuận Điền hết này. đó và uh, mặt ngang của mỗi căn đều là uh, 5m hết uh, chiều dài là 24m uh, về thổ cư thì uh, một căn là 65,1m vuông uh, một căn là 64,3m vuông hết hàng đó thì đều cổng rào giống như nhau, đều là cổng sắt hai cánh ha, cột lớn nè, chúng ta có chuông luôn ha các nhà, và sau đây chúng tôi sẽ review một căn để cho quý vị tham quan ha. đó Nền thì ở phía trước của chúng ta nè, nền xăng trước thì cao hơn mặt đường rất là nhiều luôn. thì bên đây chúng ta có tận dụng thêm là chúng ta đổ xăng là chúng ta có thể là đậu xe hơi được luôn ha các nhà, đó đây cột cột cổng rào à, chúng ta được à, dán đá luôn các hàng dán đá luôn đó, rất là bắt mắt rất là sang trọng luôn cửa nè cửa sắt là hai cánh ha chúng ta vào bên trong thì nền được lót đá luôn ha đó, nền được lót đá luôn nè quý hàng tường là tường à, rào xây dựng rất là kiên cố luôn cao khoảng là hai mét rưỡi nè à, bên đây thì chúng ta có dán đá trẻ luôn nè đó, rất là sang trọng luôn ha rất là lịch thiệp luôn. ở phía trước bên đây, bên thay căn bên đây thì mặt dựng là chúng ta sơn hai màu, một bên là màu vàng, một bên là màu trắng ha. quý vị không thích hai màu thì căn ở bên kia là chúng ta sơn một màu ha, một màu duy nhất là màu trắng ha. đó mặt dựng phía trước nè. Đó. tam cấp thì chúng ta à, à, dán đá qua cương luôn ha, đó rất là sang trọng luôn nè cửa là cửa nhôm xin pha lọng kính bốn cánh luôn ha chúng ta vào bên trong hiện tại thì đã có điện nước đầy đủ luôn ha đây là không gian phòng khách của chúng ta nè bên đây thì chúng ta có thể có trang trí là kệ tivi luôn nhà thì hoàn thiện là à, gần như hoàn thiện chỉ có một số là à, như là bếp thì chủ sẽ nhanh chân để à, làm cái phần bếp phía sau ha và à, trang nhà thì đóng lao phong thạch cao và cấp nè trang bị là đèn led hết hàng đó, bên đây thì về chúng ta à, làm trang bị thêm bộ salon ở đây ha ở bên đó kệ tivi ở chúng ta có trang bị sẵn rèm cửa luôn nè hàng nói liền đó là không gian phòng khách và phòng bếp nè đó à, cũng tương lối rộng rãi nè chúng ta có làm cái khung gió nè khung cộng gió nè này là à, nhựa giả gỗ thế nè. Bên đây thì phần bếp thì chúng ta còn cái này nè, kệ tủ dưới nè, kệ tủ trên nè. Phần này thì chủ sẽ dán dán thêm kiến ha, Đó. và trang trí một số về ở bếp nữa hàng Trang nhà vẫn là đóng lao phong thật cao nè trực cấp, trang bị đà đèn led ha. Bên đây chúng ta có thiết kế là theo dạng cánh vòm nè rất là À, đẹp nè cửa buồng của mình nè, theo dạng cánh vơm và lối đi cũng tương đối là rộng rãi nè, tương đối rộng rãi có hai phòng ngủ ha, à, đây là phòng ngủ thứ nhất của chúng ta nè, cũng tương đối là rộng rãi nè, phòng ngủ cũng tương đối là rộng rãi, có chừa chỗ là lắp máy lạnh luôn, nên thì từ trước ra sau là dán gạch đá bóng kiến hết ha, Đó. đây là phòng ngủ thứ hai của chúng ta nè, phòng ngủ thứ hai thì cũng À, chừa chỗ lắp máy lạnh nè à, bên trong thì chúng ta có trang trí nè đó trang trí là à, à, ở phía trên là đắp phù điêu ha đó và phía sau của chúng ta là à, có cửa sau luôn có cửa thoát hiểm nha phía sau là giáp cái giường sơ ri luôn các nè à, rất là mát hướng nhà là hướng đông nam ha đó thì bên đây thì chúng ta là nhà vệ sinh thì cũng tương đối ha bên đây thì chúng ta chừa chỗ là chúng ta lắp cái labo rửa mặt ha nhưng mà chủ thì chưa lắp ha bên đây là không không gian phòng toilet vệ sinh nè có trang bị sẵn bồn cầu nè dồi tắm nè có vách ngăn tắm riêng biệt luôn nè cửa nhôm xiêm pha lộng kính nè bên đây thì dán tường dán cao đến trần nhà luôn ha Quà và giá rao bán của mỗi căn là 1 tỷ 960 triệu đồng ha 1 tỷ 960 triệu đồng À, có thương lượng nhẹ quý vị khách hàng à, xem review cảm thấy à, hai căn nhà này phù hợp với nhu cầu của mình à, muốn xem muốn mua thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi chủ vẫn bán từng căn riêng biệt khép hàng đó thì à, quý vị khách hàng thấy hai căn nhà này phù hợp với nhu cầu của mình à, muốn xem hoặc à, muốn mua thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi Quang à, cảm ơn quý vị hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại quý vị hàng review bất động sản tiếp theo